Kính thưa quý vị, đạo diễn Cameron Crowe xin lỗi Emma Stone sau khi chịu nhiều chỉ trích từ khán giả. Tin tổng hợp, đạo diễn Cameron Crowe đã cho đăng tải một lá thư trên trang mạng của ông giải thích về lý do chọn Emma Stone trong vai một phụ nữ người Mỹ gốc Á, người có một phần dòng máu của Hawaii và Trung Hoa trong phim Aloha, và gửi lời xin lỗi đến những ai không đồng ý với điều này. Trong Aloha, Bradley Cooper vào vai Brian Gilchrist, một nhà thầu quân sự rơi vào cuộc tình tay ba với Tracy, do Rachel McAdams đóng, và Allison Ann do Emma Stone đóng. Tình mới, tình cũ đang xen khiến cho cuộc sống của anh trở nên rối rắm. Cameron Crowe bị nhiều chỉ trích bởi khán giả ngay trước khi bộ phim phát hành vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, do từ bộ phim lấy bối cảnh Hawaii làm nền chính nhưng lại có quá nhiều nhân vật do diễn viên da trắng thủ vai, đặc biệt là vai diễn của Emma Stone. Đạo diễn đã cảm ơn tất cả những bình luận sôi nổi về việc này và ông đã nghe tất cả những lời cũng như sự thất vọng của khán giả. Ông chân thành xin lỗi những ai cảm thấy đây là sự lựa chọn vai diễn sai lầm. Những lời xin lỗi của Crowe có lẽ không cứu vớt được thành công của bộ phim. Phim này đã thất bại tại phòng vé với chỉ hơn 10.5 triệu Mỹ Kim doanh thu trong vùng Bắc Mỹ.